Đây là sản phẩm sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh đây. Duy chỉ có cái chắn bùn này là sẽ chưa được lắp sẵn thôi. Cái này thì khách hàng về nhà phải tự lắp đặt nhé. Bên em thì không có làm cái công đoạn cuối cùng này được. Đó. Theo như em thì cái phần chắn bùn màu trắng này chúng ta sẽ phải gắn vào phần trục này. Phần trục này thì nó mới đồng bộ được. Bởi vì là khi giảm xóc nó nhảy lên nhảy xuống thì cái chắn bùn nó phải đi theo. Tức là chắn bùn phải đi theo cái bánh nhá. Đấy thì các bạn có thể gắn vào cái cổ này. Hàn một cái miếng cổ vào đây xong là dâng cao lên đây để bắt vào cái tay chắn bùn như vậy. Bộ này thì khi hoàn thiện bánh lên thì có kích thước là 7-80 cm. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái đường kính bánh xe. Cái bản rộng của bánh xe là bao nhiêu thì sẽ thêm vào bấy nhiêu. Bản rộng mà như con này là bản rộng 12 thì nó sẽ ra là 80, còn bản rộng khoảng 7 đến 8 phân thì nó sẽ ra là 75. Thì đối với những cái xe máy 3 bánh thì cỡ này là phù hợp nhất rồi. Theo như mình đúc kết thì đây là kích thước phù hợp nhất. Đấy. Bánh vành đúc. Vành đúc này, đường kính 48 cm này. Chiều cao từ ghi đông xuống đến mặt đất là 1 m các bạn nhé, 1 m. Đấy, đối với khách hàng là muốn nâng cao hơn thì các bạn có thể lối thêm. Thì cái bộ này của nó chỉ vậy thôi.